Bao điểm. Chín điểm. Chưa lựa không? Ừ, hết tiền. Thôi, nghỉ. Này. Từ từ. Sao? Cho vài tí trừ đi. Không phải mượn gì cả. Này, hay là cho cầm cái xe máy. Tôi gỡ cái. Muốn cầm cố cái gì thì gọi cho Lý Hòa. Lý Hòa đã vào đây, mình muốn vay bao nhiêu cũng được. Alo anh Hòa. À, anh à. Anh Hòa. Ờ. Dạ vâng, em đã cần. Anh cho em vay mấy bữa cho em trả. Đây, đủ 50 triệu rồi đấy. Em đếm lại đây. Tình hình hôm nay chị đi nào? Tình hình tất cả bình thường, mấy ngày mẹ mất mạng. Gọi điện cho nó đây. Em xin anh hãy xài. Mấy ngày hôm nay em không có, em bí quá. Mà có tin tao đến tận nhà được không? Dạ thôi anh ơi, em xin anh. Anh cho em mấy hôm ạ. Rồi em sẽ bàn với em rồi anh cả gốc cả lãi. Mày có trả tiền tao không thì vào.
không dọa, cái gì mà dọa. Không cho vay giá cắt cổ như thế thì để cứ thương người ta mới trả được. Ngày nào cũng dùng. Lấy đâu ra? Gọi luôn đi cho anh. Alo anh Nhan à? Tôi đang điện phó trường mầm non. Lâu thế nhỉ? Không biết nó có cho mình leo cây nữa không đây? Thôi anh ạ, cứ bình tĩnh. Đợi một chút nữa xem sao.